Xin chào tất cả mọi người ha. Nay là vườn bưởi ở Long An ha anh. Mỹ Phú, thừa Long An. À, cái này trước này là nó ruộng hay sao? Ruộng. Đất ruộng rồi quy cách đắp làm sao mà mình đắp lên dày mà đẹp dữ vậy? Đây mương 2,5 m làm cái lít là 7 m á. Mương 2,5 m lít 7 m rồi đắp ụ lên mét đồng. Đúng rồi. 1 m hay là nhiêu? Này một lúc đầu thì khoảng 1 mét, 1 mét sau mình gọi thêm. Đó. Giờ dạ. Cây bưởi anh đắp lên ngon lành ha. Khi ban đầu tiên anh đắp thì anh có lót cái gì không? Phân hữu cơ. Hữu cơ, phân chuồng rồi này nọ ha. À. Một cây này anh lót khoảng bao nhiêu bao? Cái này lúc trước đi lót khoảng chừng 1 kg hữu cơ à. Ký hữu cơ đó rồi trồng chay. Đúng rồi, trồng chay. Vậy là nhờ cái đất xử lý voi. À, vậy là nhờ cái đất phù sa đắp lên nó tốt đúng không? Đúng rồi. Rồi cây. Tốt ghê không? Cây bưởi anh này là cây bưởi tự nhiên nha các bạn, chưa làm cành tạo tán lần nào đúng không? Đúng rồi. Mà nó đẹp y xì vậy luôn. Ha. Bà không biết mà thấy. Ừ. Đất ruộng đắp lên đẹp chứ bộ. Nó mở ghê chứ. Nè, bây giờ anh làm như cái cành này em chỉ anh này ha. Rồi. Với cành này anh thấy nó có một cành không? Rồi, thấy. Mà anh nhìn cái khớp này không? Rồi. Nếu như nó non non là mình bẻ vậy luôn à. Rồi. Còn như nó già thì mình phải cắt dưới cái khớp một phân hoặc hai phân. Đúng rồi. Vậy là cắt xích dưới này. Xích xuống đây dưới bỏ cái lá này được à. Đấy, bỏ hai cái lá này là được nè. Đó. Thì nhưng mà nó non anh chỉ bẻ nó vậy là nó nhảy một chùm ra. Rồi, ok. Là nó mới ra bông cái chùm đó. Nó nhảy nhiều cành măng trái thì thực ra là như là nó bung như thế này nè, những cái cành nhện này là mới là cành măng trái này ha. Rồi. Thì trong cái cành nhện này anh sẽ thấy một chùm như thế này rất là nhiều cành. Nhưng mà vấn đề là như là anh chăm đợt này cũng hơi chưa đủ phân nè. Nếu đủ phân nó sẽ tròn cành nhện là nó đỡ bị tiêu. Còn nếu như mà nó tiêu anh đủ phân nó sẽ tròn cành. Còn không đủ phân nó lép cành thì sau này. Trước giờ chưa dám đi phân hóa học nhiều. Đúng rồi, giờ nhưng mà vấn đề đi những cái dòng tinh thể như này. Anh thấy không? Cái này là được 3 cành là chuẩn nè. À. Nhưng mà cái cành này là cành nhện này, nhện tâm này thấy không? À. Khi mà nhện tâm này là cái trái nó ra nó tự tiêu à. Thì khi đó mà anh thấy như vậy thì ra cành hai ngọn là anh lẫy lại đi à. Cho phải nhảy lại ba cái mới kể cả hai luôn à. Cái này kỹ thuật này gọi là kỹ thuật lẫy ngọn nha à. Có nghĩa là mình không cần dùng dao kéo gì hết á. Đúng rồi. Nhưng mà mình canh nó non non như thế này là mình lẫy đi là nó bung ra thằng nào hai như vậy nè ha à. Thằng này hai nè cũng lẫy luôn à. Anh lẫy nó sẽ không mất sức bằng anh bấm là anh mất sức còn lẫy này là không bị mất sức vậy là mình lẫy luôn. Nó gọi là lẫy trụ lẳng luôn hết vậy hả? Ừ, nó phải rồi ra sao? Nó phải ra tròn hết. Nó đúng rồi như thế này mới chuẩn nè. Đó nó phải như vậy nè. Đó nó phải như vậy nè. Lẫy dày 14 nó ra đây nè. Đó, nó ra kiểu y xì vậy. Cái này giống như có hai cành lên nó không có cành mang trái, không có. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Như cái này nè, ba cành nè, như thì cái này có một cành mang trái, một cái này á thì mai mốt mình bấm cái này vào một cái này nó thành ngọn nè. Nó như vượt đó. Thì cái thằng dài ra sẽ thành ngọn. Đây những cái cành nhện, gọi là cành nhện mang trái. Cái này là đi nè. Đi nè. Cành nó mọc thẳng đứng lên là đi. Đúng rồi, cành lớn. Cành này nó sẽ thành ngọn, còn mấy cái này là thành cành mang trái. Ừ. Thì mình tạo nhiều cành mang trái mình sẽ có nhiều trái thôi. Còn này là cành đi hết là mình thấy ấy đây hả? Đúng rồi, mà anh nhìn nè, thằng nào mà hai vậy nè ha. Hai này anh lẫy luôn. Cái này kỹ thuật này là thiệt lẫy ngọn, không cần dao kéo gì hết á. Ba trở lên mới để. Đúng rồi. Nó nhiều cành nó ra nhiều ngọn thì nó sẽ ra nhiều cành mang trái thôi, đó. Này là lẫy nè, cái này là được đúng rồi nè. Nhà có cứ để nó thuộc lên. Đây nè, nó thuộc lên hoài đâu có đạt gì đâu, cái này lẫy luôn. Một hai lẫy luôn, cái này là lẫy này nó không mất sức. À. Nhưng nếu mà anh cắt là anh phải vô dinh dưỡng anh mới được, còn lẫy này anh ưng khi nào anh lẫy khi đó. Rồi. Tại anh cảm giác như giống như gió là nó sượt ra nó gãy. À. Nhưng mà sau khi mà anh lẫy cái ngọn này ha. Là sau khi anh lẫy cái ngọn này xong á là bắt đầu là anh vô dinh dưỡng. Anh vô dinh dưỡng kích rễ với lại dinh dưỡng này với cái tinh thể bên em á. Nó ngậm phân vô nó mới đẩy được cái mập mầm ra nó mập. Nhưng thôi nó ốm nhách là sau này là mình thua. Hay. Ở đây anh trồng ổi gì đây anh? Này, ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng hả? Cái này là cây này chắc 6 tháng chứ mấy hả? 6 tháng luôn á. 6 tháng là có thu rồi nè. Chưa mới để tháng. À cái ổi này nè ha. Anh bấm ngọn thường xuyên đúng không? Đúng rồi. Anh cứ chừa ba đốt anh bấm đúng không? À. Cứ ra cái trái này là hai đốt một cặp là bắt đầu là bấm nè. Là trái liên tục luôn á. Mà sao người ta có người lại nói là ổi nữ hoàng này phải bấm ngay chỗ cái ấy ta?
bấm không, ngay chỗ cái trái hả? Ừ, không cần chia này, không. Thực không ra mà vậy nè, nếu như mà mình nó nhảy mình nhảy để ở dưới. Người ta sẽ lấy cái nó ở dưới, còn này mình lấy ở trên. Ừ. Không có rụng đâu, đồ yếu bộ nữ hoàng này nó này ấy quá trời Phúc. Khó chừng luôn. Này thì nhớt quá trời con. Này sẽ có cành này. Đó, ổi bấm liên tục luôn ha. Bấm cho nó nhảy ra. Đâu đi dài dài xuống dưới coi. Dạ dạ. Ờ, mấy cây này là nó cũng hơi yếu rễ nè. Đây nè, anh nhìn thấy cái ngọn nó bắt đầu nó cảm giác nó đứng đứng rồi mà nó muốn vàng vàng này ha. Đúng rồi. Cái dòng này bên này á, dùng ở bộ ba kích rễ bên em là gồm Rainbow, Super Root TE với Fluvit Mat là có nồng độ mà theo chỉ dẫn của em á. Là một can của anh là bao nhiêu gốc đây? 380 gốc. 380 gốc thì dùng một can Rainbow, hai chai Super Root TE, hai gói Fluvit Mat với lại hai gói N chắc là pha cho 2000 lít nước. Chút vô có gì tưới cho 300 gốc. Không gửi Zalo con cái gì. Dạ thì cái gì thì kết bạn Zalo của con số 0972455668 cho cô trao đổi á. Là con gửi quy trình cho. Không, đẩy một cái này cái cơ này ra cho nó mạnh ha. Mới trồng mà dày là đẹp lắm rồi á anh ạ. À. Phải đơn giản đâu. Nhưng mà của coi anh trên á. Trên mạng không á. Dạ, coi trên mạng không làm được vậy ha. Cái phần bên dưới gốc này nè anh. Cái cành nhện mà từ dưới gốc đi lên anh cứ đo lên khoảng nửa mét là anh bỏ hết đi. Nửa mét là 5 tấc ha. Là khoảng 3 gang á, 2 gang trở lên á, 2 gang rưỡi 3 gang trở đi là mấy cành nhện trái này là bỏ hết. Chở cho nó không phải nó trống mà cái trái này nó không bị chạm đất nha. Nên như để cái trái cành này được mà dưới hơn cái cành này là bỏ nè. Cái nhánh này một nè anh dễ thôi, kỹ thuật lẫy của em nè. Trời ơi nó mập à. Không nhưng mà vấn đề như anh để như vậy đâu có cành trái đâu. Biết. Xuống là chắc nó để luôn. Không cái này con tính về bữa đó dạng cắt ngang trên này không. Không 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 cắt như vậy nhưng mà ở đây là kỹ thuật lẫy này rất là hay nha. Áp dụng được cho cái cây tơ cây con từ nhỏ luôn. Thì khi cái lẫy như vậy nè anh, là nó không bị mất sức anh. Nó không mất sức chút nào luôn. Nhưng mà vấn đề anh lẫy như vậy là hơi tiếc. Đáng lẽ là nó khoảng gan là lẫy luôn. Nên nó ăn mất mớ đây nè. Như cỡ này là ăn mất mớ của mình rồi. Lẫy đây. Nhưng mà cỡ này lẫy sướng lắm anh. Khỏi dao kéo. Đi ngang thấy cái làm cái bực. Không cái này thực ra nhà mình không có điều kiện. Mình mua kéo nên phải dùng phương pháp lẫy ngọn đấy. Con vậy á. Người ta có... Có điều kiện, tôi không có điều kiện, tôi lẫy ngọn ha. Đây nè, đây nè. Như cái nàng này nè, là anh không lẫy được nè. Tại sao em không lẫy được không? Em chỉ cho anh cái này tại sao anh lẫy được. Tại vì sao? Cái này khúc này nó ngắn quá, có 20 phân à. Anh lẫy mày mốt cái trái nó ra đây, nó bó cục á. Nó dở hơn là anh đợi này già, anh bấm này đi. Để cho nó già ha. Ừ, cái này lẫy cũng được, nhưng mà vấn đề nằm chỗ cái khúc này qua này nó ngắn quá. Nha. Tùy theo cái lóng mà để cái lóng, tùy cái lóng mà mình lẫy hay mình cắt. Nhưng mà nguyên tắc là phải ra tối thiểu 3 cành. Cành mang trái không? Mang trái hết, mang trái hết. Cái này là mang trái hết rồi nè. Cái này chừng nào mới lấy trái, lấy trái. Cái này hả? Ừ. Cái cành này nè, nguyên tắc là cái cành nhện này nè, em chỉ cho anh luôn. Là cái cành này, từ lúc nó ra cái cành này, đủ 1 năm sau là có thể làm trái được. Là cây này là bây giờ hiện tại 6 tháng đúng không? Đúng rồi. Là mình tính cái cành này là mới ra đi ha. Là mình cộng thêm 12 tháng nữa, là 18 tháng là mình là cành này nó ra trái đầu tiên rồi. Thì khi đó nó cặm thêm là khoảng chừng 10 tháng nữa là bắt đầu là đây là cái cây mình có trái bói, những cái trái bói đầu tiên này của mình đây. Thấy không? Thì đấy ít cây. Thì cây mỗi cái chùm này mình để một cây trái bói để chừng 7 tới 10 trái để kinh phí đầu tư thôi. Dữ vậy hả? Trời ơi, mỗi cành nhẹ này là một trái rồi. Nó sung lắm. À, mình sợ vậy thôi chứ một lần cho bói một lần bên em quy trình cho từ 15 trái luôn á. Không sợ. Không mất. Câu chuyện ông đi phân tốt lắm. Đi phân tốt lắm. Đây nè, như vậy cái này nè, lẫy đi nè. Trời ơi, theo cơ thôi. Đó. Mình ăn được thì mình cho dinh dưỡng được thì mình đâu có sợ phí. Đó, thì ra như vậy ha. Cái này là mình có hệ thống chăm phân rồi hả? Không, nó tưới không à. Nó mới làm chưa có biết chăm phân. Chăm phân là hút ống đáy thôi nè. Bơm nổi mà. Cái này gắn đồ hút ống đáy rồi đây nè. Ủa cái này thêm một cái tê nữa ra để mà rút phân.
Tại chưa biết làm cái đó thấy mà nó còn hơi thêm cái van nữa. Cái này á em nói anh á là cái ống này á là cái ống mồi nước. Mồi nước đúng rồi. Còn anh phải làm thêm một cái tê ra ở đây không? Làm tê đây. Ngay đó cũng được hoặc là ngay đây cũng được ha. Ở đây anh làm một cái tê ra. Tê ra là anh gắn vô trong một cái phi vậy thôi. Thả mình mở mình tưới phân thì rút phân tưới luôn. Tắt cái van có làm cái bộ ở quanh đây là ruộng hết anh. Ruộng hết có mình. Anh bỏ cái đó là bên đó là phân bò. Phân đó là phân bò. Dạ. Chưa đại với làm luôn rồi. Nó thằng trường nó hấp dẫn á cô ơi. Cái đó thì mai mốt á mình để nguyên vậy luôn, mình để nguyên vậy luôn cô, nhưng mà sau này á là cái cành này mình chống lên. Cây đó đó nó cơ này đẹp nhưng mà vấn đề như vậy nè, đừng giờ đợt này anh đừng có tiếc, anh bẻ đi. Bây giờ là bắt đầu làm được rồi ha. Làm hết luôn. Làm hết luôn vì sao rồi là em dư gửi khỏi đụng kéo vô, cả này là khỏi đụng kéo vô. Khỏi đụng kéo. Đụng kéo nó dễ bệnh lắm. Nếu mà anh không đụng kéo nha, anh khỏi thuốc nấm thuốc bệnh luôn. Anh chỉ ở phòng này, từ sau thôi. Chưa có xịt thuốc bệnh nhiều, mới xịt lần măng cô dép nay. Lại không thấy có cây hay cây nó bị rẻ vậy. Nhưng mà cái lá của mình á nó cây mình nó đẹp nhưng mà là mai mốt cái màu xanh của em á nhìn mới đã. Nhưng mà giờ anh làm cái hút ống đáy với anh là vừa rồi. Sản phẩm bên em là đi qua hệ thống tưới là đúng bài luôn á. Trời ơi tưới tay cực lắm, bây giờ mình có hệ thống rồi, khoan cái ống đáy nữa sao không gì đâu, dễ mà. Thì biết rồi, nhưng mà tưới tay là để bỏ thời gian đi làm chứ không bỏ công nhậu à. Hỏi mà chụp lớn nhiều lắm. Cái này là không lấy được rồi nè. Dưới cành này là không lấy được rồi nè. Như cái này anh phải cắt dưới khớp một phân nè. Thì cái này nè là không lẫy được nè, già rồi. Già rồi. Anh buộc phải cắt dưới khớp hai phần. Lá lụa vậy mới lẫy được ha. Mà cái này nó không có cái khớp nào. Nó cây nó phá vàng cái ngọn đó. Mấy cây vàng ngọn này hả? Đây nè, đây mình em nói anh nha, anh tưới xong một lần thuốc của em, mai mốt cây này nó đẹp hơn cây này của anh, nếu một cây tưới cây không tưới, cái vàng vàng cái này nè. Thấy không? Cái cây này đối với em chữa dễ ẹc à. Cái này nó mới bị tôi thấy. Nó mới bị. Em mới làm cho anh cái này hằng. Mai mốt cái vàng lá anh đẹp nhưng mà lá nó chưa mở. Anh để ý nha, cái lá bữa của anh nó không có được mở nè. Em mở to ra thì cây mình nó khỏe. Nè. Đó. Trời ơi. Cái dưới này cá nhiều không anh? Chưa cá hả? Chưa thả, thả tính vài bữa làm hằng rào lên mới được. Cái này là mình cái bờ này là bao nhiêu nhiêu sâu bao nhiêu đây? Cái mưa hả? Dạ. Mét mốt à. Mét mốt là thợ hả, cá rô, cá sắt rồi được, cá lóc rồi được ha. Được. Sâu xuống cả mét mốt á. Còn nước ra nước vô mình lấy chỗ nào? Kênh dưới đó. Có đâu? Kênh đầu dưới đó. Có kênh hả? Em mô hình đắp ruộng lên rẫy này, trồng cây có muối này cũng hay lắm á nghe. Cái sản phẩm bên em á là nó tự ổn định pH cho anh luôn. Sau này anh dùng là anh không quan tâm tới pH nữa ha. Nó tự ổn định pH luôn, nó có cái sản phẩm như là Rainbow bên em á là chuyên gia giải mặn á. Mấy đặc biệt là mấy cái vùng ngập mặn mà tưới nó là nó giải mặn hay lắm. Ở bên kia người ta trồng lúa. Đây. Đây là cảnh phong cảnh miền Tây nha các bạn. Thì ra về đánh giá về cái mức độ vườn bưởi anh như vậy là anh ok quá rồi, còn chưa có gì sai sót nữa. Nhưng mà mùa khô này nè, anh lấy thêm mỗi cây một bao á, anh để đây để túi đầu mùa mưa sang năm anh sổ ra. Bây giờ đang ra đó. Dạ. Để vậy thôi chứ chưa có sổ. Ở đây phân bò để rề mà hả? 200 ngàn bao. Trời ơi quá rẻ luôn anh ơi. Tính dựng lên tưới nấm vô xong cái đầu để đại một men. Anh mua men chưa? Chưa. Trời ơi mai mốt để em gửi luôn cái men BT Plus của em, một can á là anh chích vô hết toàn rồi anh hòa vô, một can anh hòa vô trong khoảng chừng là
với Trico hả? Không có cần Trico, có cần mình cái men Stabifa BT Plus em thôi á, là một can đó cho khoảng chừng 400 tới 500 lít nước. À, làm chích cho trận nó bao luôn, anh để nguyên luôn. Thì dựng ra mở miệng ra tôi không cần mở miệng. Hỏi anh lấy cái cần xịt á, thấy không? Anh mua cái cần mà có cái vát sẵn á để mà chích gốc á. Ừ. Chích vô đất luôn. Chích vô là chích vô thẳng nó bao luôn. Nó đều không? Nước đều không? Không ước đều nhưng mà cái men vi sinh á, men vi sinh anh chích, anh chích 4-5 lỗ gì đó. Anh chích kịch, anh chích bóp, anh chích anh bóp, anh chích anh bóp. Cái xong rồi là anh để nguyên vậy tới đầu mùa mưa sang năm anh xả. Cần tưới nước không? Không cần tưới gì hết. Cần đó nó như cái cần mình xịt cái con giạc cái đầu nó nhọn vậy nè. Có cái loại nó bán chuyên dụng luôn. Không bán thì mình giạt đi. Lấy cái giống như cái xi lanh mà hơi to tí để khỏi tốn. Trời ơi, anh nói sao mình xài xi lanh? Anh nghĩ sao xài xi lanh? Xi lanh nó một chút xíu làm gì? Không, ý là mình xăm xăm vài lỗ đó thì được. Không, lấy cái cần xịt thuốc á, giạt nó đi. Ừ, xéo vậy nè. Xong rồi chích ra bóp vặn ra cái xì gì cái xong. Mà chích mấy lỗ, chích đều đều vòng vòng bao. Không, chích vòng 4 lỗ thôi, cái xi lanh là biết bao giờ cho xong. Nghe. Đó chích gì vi sinh đó hả? Dạ chích men để mà nó hoại phân á. À. Mà nó xử lý mùi hôi, nó xử lý con vi khuẩn có hại trong bao chuồng luôn. Là mình không cần phải ủ sổ đống, mình ủ tại bao. À. Nhưng mà để xa gốc ra chứ không thôi là ban đầu tiên phân tươi nó nóng với lại nhiều vi khuẩn có hại. Cái cây nó dễ ở nhà. Dạ. Thì mình hôm nay mình lên quy trình chăm sóc cho vườn bưởi da xanh ở cái mô hình đắp ruộng, lên trồng cây bưởi da xanh xen với lại cây ổi. Thì đây là một mô hình rất là hay và có kinh tế thu nhập liền nha. Bên dưới là mình có thể tiến hành nuôi cá, là mình có nhiều cái phương pháp để mà mình kiếm thu nhập. Thì bà con mà thấy hay thì cũng có thể học hỏi. Còn về kỹ thuật thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình là Nguyễn Minh Vịnh. Số điện thoại của mình là 0972 455 668. Xin chào tất cả mọi người nha.